Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn kiếm tiền điện tử free. Dự án này sẽ là con Meta Baby mọi người nhé. Dự án này sẽ có list ở trên Huobi, sàn Huobi, tức là Primilist đấy mọi người ạ. Thì hôm trước thì mình cũng hướng dẫn khá là nhiều cái dự án Primilist ở trên Huobi, nhưng mà mình thấy nó là khá là khó trúng, vì thế cho nên là dạo này mình cũng ít, mình không không đăng về Primilist nữa. Thì dự án này thì sẽ là dự án iRock và sẽ chia sẻ khoảng 16.000 đô la token Baby. Dự án này sẽ có 5.000 slot cũng như là top 100. Dự án này thì chúng ta sẽ chatbot mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ có cái chuyện link chuyên chờ với link Telegram discount, tại vì là ở trong bot thì thấy nó bị lỗi mọi người. Mọi người sẽ ấn vào đây. BCW 7 hay là cái gì đây mọi người? 7S hả? Đúng rồi. Đây, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ join group này. Ấn vào đây. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi chút chờ. Mình thử ấn xem có được không nhé. À, được rồi nè. Được rồi đó. Tiếp theo là chúng ta theo dõi đích cao xem có được chưa nhé. Thử thế nào. Cũng chưa được này, thì chúng ta sẽ theo dõi cái link mà bị sao ấy nhỉ. Link mà admin để ở bên dưới video nhé. Đấy, thì chúng ta theo dõi cái link đấy luôn. Tiếp theo là chúng ta theo dõi channel ở trên iDrop ở trên này này. Tiếp theo là chúng ta theo dõi Twitter này, retweet cái post này này. Ok, mọi người ấn vào submit cho mình nhé. Các bạn ấn Don cho mình này. Ở đây thì họ yêu cầu chúng ta sẽ là retweet pin the post và tag ba bạn bè cũng như là dán ví. Thì đây là cái bài viết này nhá. Thì chúng ta sẽ ấn vào đây, qua từ tweet này. Chúng ta ấn vào create project. Tag cho mình ba bạn bè vào đây nhá. Một này. Hai này. Ba này. Cuối cùng ở bên dưới là mọi người sẽ dán vào cái ví, chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask của mình nhé. Rồi, chúng ta ấn vào Tweet. Chúng ta ấn vào View. Xem nó hỏi gì. Qua từ Tweet thì chúng ta sẽ copy lại cái link mà chúng ta đã Tweet này nha. À không phải, đây chứ. Đấy, link mà chúng ta vừa mới làm lúc nãy này. Join discount và dán vào username thì mọi người vào đây. Phần copy là username này. Dán vào đây. Tiếp theo là chúng ta ấn don nhé. Cái này chúng ta cũng ấn yes đi. Tại vì là chúng ta đã theo ở đây rồi. Chúng ta đã theo dõi rồi. Like và retweet cho nó cái nữa là được nhé. Rồi. Tiếp theo ở dưới là chúng ta dán ví này. Chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask. Mạng của nó là BEP20. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè nhé. Các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia là được nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.